mình đi lấy nhiều vậy. Ra hai đứa đọc kinh, hai đứa đọc kinh mèo thì đây. Cơ vị ta con. Vị mèo đó các bạn. Thì thôi đọc 10 kinh mình thôi. Mình đọc thầy dạy theo giáo hội luôn đấy. Mình là theo giáo hội luôn, còn không mình đọc theo gia đình mình thôi là thương hoài. Nhưng mà mình đọc Chúa Trời là đứng cứng và vô cùng, con lại tin thần đến Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu cả chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hối hận giờ đi thì con tin vững vàng, vì Chúa là đứng thông minh và chân thật vô cùng, đã ban truyền cho hối hận. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán mưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Lạy Chúa, con sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa thương chấp tôi nào ai lỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán ngay. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời điên ngày. Hãy trông cậy người cho điên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻo làm dân người thay thấy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô đạt nghỉ ngơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen. Con cảm ơn lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đung đau vô cùng.